Theo điều tra, Phương Văn Việt là nhân viên thu hồi nợ, quá trình được giao đòi tiền của khách vay, Việt đã dùng thủ đoạn gọi điện đe dọa, trừ bới, cắt ghép hình ảnh đưa lên mạng xã hội, bôi nhọ danh dự nhằm gây sức ép buộc khách phải trả nợ. Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can Phương Văn Việt về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân báo ngay cho phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội, số điện thoại 0936 8600000, cơ quan công an nơi gần nhất hoặc tổng đài 113.